could be us. So back to what I was saying. Could be us. Ca sĩ Như Quỳnh bày tỏ nỗi nhớ dành cho người mẹ quá cố, bất ngờ nhắc về chồng cũ. Dòng trạng thái của Như Quỳnh đã nhận được sự đồng cảm của khán giả. Cách đây không lâu, em trai của ca sĩ Như Quỳnh là nhà thiết kế Tường Khuê đột ngột ra đi trước sự ngỡ ngàng và tiếc thương vô hạn của khán giả. Không ít người đã vô cùng lo lắng cho Như Quỳnh vì gia đình 4 thành viên giờ đây chỉ còn mình cô. Trong vòng 4 năm, nữ ca sĩ đã phải chịu nỗi đau liên tiếp khi ba mẹ và em trai lần lượt qua đời. Mới đây trên trang cá nhân, Như Quỳnh đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng. Cô chia sẻ về nỗi nhớ mẹ, đồng thời gửi lời cảm ơn tới chồng cũ. Giọng ca Ai cho tôi tình yêu giải bày tâm sự. Như Quỳnh nhớ mẹ của mình rất nhiều mỗi ngày. Đối với Như Quỳnh, mẹ luôn đồng hành trong mỗi chặng đường Như Quỳnh đã và đang đi. Như Quỳnh cũng là một người mẹ. Melody ơi, mẹ rất nhớ con. Mẹ hứa sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để con tự hào vì mẹ. Cảm ơn ba của Melody đã thay Như Quỳnh chăm sóc và dạy dỗ con gái của mình nên người. Cảm ơn anh đã cho con gái trí tuệ của mình. Mình đánh giá cao về điều đó. Con nhớ mẹ, mẹ nhớ con nhiều con gái ơi. Ở dưới phần bình luận, khán giả đều đồng cảm với những chia sẻ của Như Quỳnh. Một số người đã gửi những lời chúc tốt đẹp và động viên cô sớm vượt qua khoảng thời gian đầy khó khăn. Khi chúng ta đã là mẹ rồi mới thấy thương mẹ mình hơn, chị giữ gìn sức khỏe nha. Chúc cô nhiều sức khỏe. Mãi hát hay xinh đẹp, thần tượng của con. Cô như lúc nào cũng vậy, luôn ấm áp và đầy tình cảm. Em nghĩ Melody cũng rất tự hào về người mẹ của mình, yên tâm nhé chị. Thật cảm động tấm lòng của người con hiếu thảo người mẹ tốt. Em luôn ủng hộ chị Như.